con phát triển toàn diện, có cái nhìn chân thực nhất về thế giới tự nhiên. See How They Grow, chuyện kể thế giới động vật cho bé từ 3 đến 10 tuổi. Sách nói về vòng đời các con vật sinh ra và lớn lên như thế nào, gồm 14 quyển như vòng đời của mèo, gà, cừu, thỏ, ếch, vịt, vân vân. Sách gợi gợi trí tò mò vô tận về thế giới tự nhiên cho bé, từ đó kích thích trí tưởng tượng, khả năng ghi nhớ và niềm yêu thích khám phá của trẻ. Dùng hình ảnh thật của các loài vật để bé có ấn tượng ban đầu, cái nhìn chân thật nhất. Tại sao nòng nọc lại thành ếch? Chú sâu xấu xí thế kia lại hóa thành nàng bướm xinh đẹp? Gà có phải sinh ra từ quả trứng? Tất cả các thắc mắc của bé đều được giải đáp dễ dàng. Sách của nhà xuất bản DK Publishing nổi tiếng, mỗi cuốn 28 trang, giấy bóng và có file nghe MP3 chuẩn theo từng cuốn. Để đặt hàng, bố mẹ inbox hoặc gọi đến hotline của shop nhé.